Tuy đã trải qua quá nhiều sóng gió, thế nhưng bi kịch số phận của Nam còn được đẩy lên cao trào nữa khi cô phát hiện mình mang thai con của Long. Vừa hoảng hốt vừa bất ngờ, Nam suy sụp không biết phải làm như thế nào. Cô và Long đã chia tay nhau, mà sau quá nhiều chuyện xảy ra khiến Nam rất mệt mỏi, cô tự thấy mình không xứng với anh. Chính vì vậy, Nam đã quyết định giấu kín bí mật này, không nói cho Long biết. Sau đó, Nam bỏ đi đến một nơi xa, cắt đứt mọi liên lạc với mọi người. Cô tự mình sinh con và nuôi dưỡng cậu bé nên người. Cùng với đó, Nam cũng dần thay đổi vẻ ngoài, trở nên xinh đẹp, ngọt ngào hơn, tính cách cũng vì thế mà không lông nổi như xưa. 3 năm sau, Nam trở về chốn cũ cùng anh bạn Thần Phi. Từ đây, những sóng gió lại bắt đầu, nhưng cũng vén màn rất nhiều bí mật, giúp Long và Nam có một cái kết hạnh phúc và viên mãn. Ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.